Vấn đề nan giải của nghề nuôi chim yến, bạn đã có giải pháp. Thức ăn cho chim yến phải là thức ăn tự nhiên. Nhưng nguồn thức ăn tự nhiên lại không ổn định, phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu, mùa màng, môi trường, vân vân. Đây là trở ngại lớn nhất đối với người nuôi chim yến. Nhưng hiện nay vấn đề này đã được giải quyết bằng kén ruồi lính đen. Với kén ruồi lính đen, bạn sẽ yên tâm vì có nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho đàn yến của mình. Với kén ruồi lính đen, bạn sẽ chủ động được nguồn thức ăn với số lượng mà bạn mong muốn. Hợp tác xã Hưng Điền, chuyên cung cấp kén ruồi lính đen được các nhà đầu tư nuôi yến thuộc Hiệp hội Yến Xào lựa chọn, đặt hàng thường xuyên làm thức ăn cho yến. Hãy inbox ngay cho chúng tôi để được tư vấn sử dụng ứng dụng báo giá sản phẩm kén ruồi lính đen nhanh nhất nhé.